Thưa quý vị và các bạn, thị xã Quảng Yên có 103 km đê biển, có cao trình từ 3 đến 6 m, trong đó đê đảo Hà Nam dài 34 km. Những năm vừa qua, được sự quan tâm của trung ương, của tỉnh, tuyến đê đã được đầu tư tôn cao, một số đoạn được xây kè chắn sóng và kè mái bằng đá hộc kết hợp với giao thông. Hệ thống đê điều ở đây không chỉ đảm nhiệm vai trò ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ sinh mạng và tài sản của hàng vạn hộ dân trong vùng, mà còn là tuyến đường giao thông quan trọng phục vụ việc phát triển kinh tế, du lịch và an ninh quốc phòng của địa phương. Tuyến đê vững chắc là điểm tựa tinh thần, tạo niềm tin cho nhiều hộ dân mạnh dạn hơn đầu tư làm ăn sinh sống trên hòn đảo này. Đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên có lịch sử hình thành hơn 400 năm, là tuyến đê duy nhất của tỉnh đạt tiêu chuẩn đê cấp 3 với tổng chiều dài toàn tuyến gần 34 km. Tuyến đê bao bọc xung quanh đảo Hà Nam gồm 8 xã phường là Cẩm La, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong, Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải và Yên Hải. Có nhiệm vụ bảo vệ cho khoảng 5.000 hecta và gần 6 vạn dân sinh sống trên đảo. Với đặc thù là vùng trũng, cao độ bình quân đảo thấp hơn mực nước triều cường khoảng từ 1,5 đến 2 mét, nên mọi sự cố về đê điều sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, đê Hà Nam đã được đề nghị đưa vào danh mục công trình quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia năm 2012. Hiểu rõ tầm quan trọng của tuyến đê, năm 2006, dự án nâng cấp tổng thể đê Hà Nam đã được triển khai với tổng mức đầu tư là 411 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, tuyến đê đã được đầu tư khoảng 305 tỷ để nâng cấp trên 20 km đê và một số cống dưới đê. Theo đó, các hạng mục được đầu tư gồm tường chắn sóng cao trình dương 5,5 m, đỉnh đê và cơ đê đổ bê tông M250. Mái cơ đê phía đồng được gia cố bằng kết cấu khung dầm bê tông và trồng cỏ. Mái cơ đê phía biển được kè bằng đá hộc và kết cấu bê tông. Qua đó, tăng cường khả năng chống bão cấp 10 với thủy triều 5%. Việc đê Hà Nam được nâng cấp không chỉ giúp giao thông được thuận tiện, mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng xâm nhập mặn sâu vào những vùng sản xuất nông nghiệp, trị thủy tránh ngập lụt. Đồng thời, đánh thức tiềm năng nuôi trồng thủy sản tại các xã phường trên đảo Hà Nam. Đến nay, thị xã Quảng Yên đã quy hoạch xong 4 vùng nuôi trồng thủy sản, trong đó phường Nam Hòa thuộc đảo Hà Nam được chọn làm điểm với 320 hectare nuôi trồng thủy sản, gồm 70 hectare nuôi trồng nước ngọt và 250 hectare nuôi trồng nước mặn, lợ. Đây là khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Hoàng Văn Phong, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, đầu tư từ năm 2004. Thời gian đầu, hoạt động sản xuất rất cầm chừng vì còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Sức chịu đựng của đê trước bão gió triều cường còn hạn chế. Sau khi đê Hà Nam được nâng cấp kiên cố, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư 2 hectare ao đầm nuôi tôm, cua, cá, theo hình thức nuôi thâm canh, áp dụng nhiều khoa học tiến bộ vào chăn nuôi, hàng năm cho lãi gần 200 triệu đồng. Năm mà đi Hà Nam chưa nâng cấp, thì chúng tôi làm ở đây thì nó cũng vừa một cái là một bên thì cấy, một bên thì xuống giống cá. Thì nước nó lụt là năm 2003, thì nó lụt quay thế là lúa thì cũng mất thất thu, lụt trắng. Cá thì quay thế là bơi ra ngoài hết. Thế nên là gia đình năm đấy là quay thế không được cái gì nữa. Quay thế là gần như là trắng tay. Hiện nay là đi nước nâng cấp, đã nâng cấp cách đây là cũng được mấy năm rồi. Thì bây giờ đi lại thì đường giao thông rất là dễ. Thì gia đình đầu tư vào ngoài thế là làm bê tông hóa rồi thì cải tạo vật nuôi. Bây giờ đa số là nuôi tôm sú này, tôm trắng này, cua biển này. Năm 2016, sản lượng thủy hải sản thu hoạch tại các ao đầm nuôi trồng thủy sản trong xã đạt 235 tấn. Giá trị ngành thủy sản đạt gần 8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân cho mỗi lao động trong lĩnh vực này từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Ở những năm trước đây đấy, khi mà cái hệ thống đê Hà Nam là chưa được nâng cấp kiên cố đấy, thì hầu như tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực nước ngọt này là không dám đầu tư, chủ yếu vẫn là nuôi mang tính nhỏ lẻ quảng canh, bởi vì họ sợ rằng là đầu tư ra thì với cái hệ thống đê biển nó không đảm bảo, đê Hà Nam không đảm bảo, cho nên là họ sợ là gặp bão lũ xong rồi lụt thì cuối cùng là cái thành quả nuôi trồng thủy sản của họ nó bị ra sông ra biển hết. Thế còn đặc biệt là những năm gần đây thì được Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư cái hệ thống đê Hà Nam kiên cố,
Chính vì vậy cho nên tất cả những cái hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường Nam Hòa chúng tôi là an tâm trong cái việc là đầu tư, huy động và vốn sẵn có của gia đình, thế rồi là vay ngân hàng đầu tư tập trung vào nuôi công nghiệp, thế rồi là nuôi bán công nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng bố trí một số các cái lớp tập huấn về kỹ thuật để cho bà con nông dân là an tâm là khi mà sản xuất là cũng ngoài cái việc là đảm bảo về mặt đê rồi phòng chống bão lụt, thì ngoài ra thì các hộ là cũng có thêm cái trang bị cái kiến thức khoa học kỹ thuật trong cái công tác nuôi trồng, thì từ đó thì sẽ phát triển cái kinh tế hộ gia đình. Đảo Hà Nam nằm giữa cửa sông Bạch Đằng, giáp biển với nhiều bãi bồi hình thành nên sông ngòi chằng chịt. Việc giao thông đường thủy rất thuận lợi. Diện tích bãi triều, đầm phá rộng gần 8.000 hectare, tập trung ở khu vực đầm Nhà Mạc, đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu thuyền phát triển. Hiện nay trên đảo có 2 làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận là nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ truyền thống, khu vực Cống Mương, phường Phong Hải, và làng nghề đào chanh, phường Nam Hòa. 2 làng nghề này có lịch sử hình thành hơn 300 năm. Người dân gắn bó với nghề, hàng năm đã tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng, giúp người lao động ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đến với làng nghề đóng tàu vỏ gỗ Cống Mương, phường Phong Hải những ngày này, không khí sản xuất trên những lán xưởng rất sôi động. Hiện nay toàn phường có hơn 20 xưởng sửa chữa đóng mới tàu thuyền vỏ gỗ, vận tải thủy từ 50 đến 1.000 CV, với 1.500 lao động tham gia. Mỗi năm, làng nghề tu sửa và đóng mới trên 1.000 chiếc tàu thuyền các loại. Doanh thu từ nghề đóng tàu thuyền chiếm trên 40% tổng thu nhập trên địa bàn phường. Các loại thuyền của làng nghề thường đóng là tàu thuyền vận tải lớn nhỏ đi trên sông biển, tàu thuyền đánh cá chở khách, thuyền nhỏ phục vụ vận chuyển vật liệu sản xuất sinh hoạt. Xưởng đóng tàu của nghệ nhân Lê Đức Chắn, khu Cống Mương, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên đã trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển. Ông luôn dặn dò con cháu và những người thợ trong xưởng phải sống hết mình với nghề. Đối với ông, việc giữ nghề không chỉ để mưu sinh mà còn gìn giữ ngọn lửa của tổ tiên để lại. Việc tuyến đê trên địa bàn được nâng cấp đã tạo cho ông có thêm niềm tin ổn định và phát triển xưởng sản xuất. Hiện xưởng đóng tàu của ông luôn có tới 40 đến 50 công nhân làm việc mỗi ngày. Hà Nam đặc thù riêng của nó là cái địa lý này rất đặc thù riêng. Nó là một hòn đảo chìm, cách mặt thủy nước thủy triều lên là nó thấp hơn 2 mét. Vào năm 1955 thì bị vỡ đê và dân Hà Nam chết rất nhiều. Từ đó đến nay thì ơn Bác Hồ, ơn Đảng, ơn Chính phủ và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện và đã đổ bê tông hóa rồi bờ chắn sóng. Cho đến nay thì con đê Hà Nam của chúng tôi rất vững chắc. Thì tôi thấy đây là một cái là bảo vệ được biết bao nhiêu tính mạng dân ở trong khu vực này. Và dân cũng đã có những cái an cư lạc nghiệp để mà không còn lo đến cái việc vỡ đê của bão gió đe dọa nữa. Đấy, và xây dựng nhà cửa kiên cố hơn và phát triển nghề nghiệp hơn. Hệ thống giao thông trên đảo được mở rộng, nâng cấp, giúp ngư dân và những người làm nghề vận tải du lịch từ Thanh Hóa trở ra thuận tiện giao thương với làng nghề ở Quảng Yên. Trước thị trường mở rộng, các hộ sản xuất đã từng bước đầu tư thiết bị, kỹ thuật, công nghệ, chuyển dần sang đóng mới tàu vỏ sắt chất lượng cao. Hoạt động sản xuất ngày càng ổn định. Bên cạnh đó, nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ ở thị xã Quảng Yên vẫn tồn tại và phát triển trước xu thế hội nhập. Nên là cái định hướng là sau này sẽ chuyển đổi đóng tàu vỏ gỗ sang vào vỏ sắt là được các làng nghề đang rất quan tâm. Và hiện nay thì việc đó cũng đã có sự thể hiện rõ rệt là làng nghề đã dần nhận rất nhiều tàu sắt để tham gia cũng trên cơ sở thiết kế của những cái tàu vỏ gỗ đấy để làm sao đóng những cái con tàu mà phù hợp với điều kiện khai thác ngoài biển đối với lại các cái doanh nghiệp hoặc những cá nhân mà họ đến họ đặt họ có nhu cầu. Thế và cái trường hợp này ấy, đối với cái việc chuyển đổi này ấy, thì cũng đã được các làng nghề tiếp thu và có cái sự chuyển đổi rất là nhanh. Từ cái sự tiếp thị hiếu của thị trường cho đến đi tìm công nhân và thiết kế những con tàu để làm sao cho nó đảm bảo được cái yêu cầu của du khách không những của địa phương và của các tỉnh lân cận cũng đến đây để đặt những con tàu. Thế và tôi cho rằng cái định hướng mà chuyển
từ tàu gỗ sang tàu sắt là định hướng đúng đắn và nó sẽ tồn tại lâu dài, sẽ giúp cho làng nghề sẽ còn phát triển được trong thời gian tới. Nắm bắt được lợi thế của tuyến đê Hà Nam đối với việc phát triển kinh tế, những năm qua thị xã Quảng Yên đã vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh để đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Song song với đó, thị xã cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy tiềm năng lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, kịp thời thông tin chính sách mới, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thị xã đã thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu để đầu tư, như dự án bến thủy nội địa, bãi vật liệu xây dựng, hàng rời và dịch vụ tổng hợp tại xã Liên Hòa, phường Phong Hải của công ty cổ phần Minh Phúc. Dự án cảng tổng hợp và dịch vụ kho bãi tại khu vực đầm Nhà Mạc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sửa chữa ô tô Hải Phòng. Dự án tổ hợp công nghiệp và cảng biển tại khu vực đầm Nhà Mạc của công ty phát triển Trung Đông. Hiện vẫn còn khoảng 9 km đê chưa được nâng cấp. Tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các ngành chức năng tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng tuyến đê, xây dựng phương án phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê Hà Nam trong mùa mưa bão năm nay. Đê hiện nay là có 11.000 khối đá dự trữ, 4.000 giọ thép và 55.000 bao tải để sẵn sàng là huy động khi có tình huống sự cố xảy ra trên đê. Trong thời gian tới thì với nhiệm vụ là chủ đầu tư của dự án thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành dự án theo chương trình nâng cấp đê biển theo quyết định 58 của Chính phủ, là hết cố gắng đến 2020 sẽ hoàn thành dự án tổng thể nâng cấp đê Hà Nam. Có thể khẳng định việc nâng cấp tuyến đê Hà Nam không chỉ giúp người dân nơi đây chủ động phòng chống thiên tai, ổn định sản xuất mà còn mở ra nhiều hướng phát triển kinh tế dựa trên những thế mạnh của địa phương, đồng thời là tuyến giáp phòng thủ an ninh quốc phòng của thị xã ven biển. Tin tưởng rằng với sự quan tâm của tỉnh, chính quyền địa phương, công trình đê Hà Nam sẽ sớm hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.